Tạo thành hình thái đô thị tích hợp thiên nhiên và tích hợp giáo dục, nghiên cứu, sản xuất. Khu đô thị đại học hình thành trên cơ sở khu Đại học Quốc gia Hà Nội và các chức năng khác, có diện tích 1.140 ha, đáp ứng quy mô đào tạo cho 100.000 sinh viên, học sinh và người làm việc. Trong tương lai, khu vực này sẽ trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học đa ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường đại học, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm mang tầm quốc tế. Khu công nghệ cao hình thành trên cơ sở khu công nghệ cao Hòa Lạc với các chức năng khác, có diện tích 1.350 ha, với dân số 100.000 người, được xác định là hạt nhân phát triển chủ đạo của đô thị Hòa Lạc với các trung tâm R&D, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia, là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Chính sách ưu đãi cùng với môi trường làm việc đầy sáng tạo sẽ là động lực thu hút các tài năng trẻ của Việt Nam và thế giới. Khu y tế cấp vùng, khu Bắc Phú Cát, diện tích 970 ha với dân số 85.000 người, lấy ngành công nghiệp dược công nghệ cao, công nghệ y sinh sản xuất dụng cụ và dịch vụ y tế làm nòng cốt, phát triển các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ và nhà ở đồng bộ, thu hút các dự án sinh học, y dược trình độ cao. Khu đô thị sinh thái, diện tích 3.300 ha với dân số 260.000 người, được định vị là đô thị đa chức năng với dịch vụ đẳng cấp và cơ sở hạ tầng vượt trội. Môi trường sống chất lượng cao, tích hợp các yếu tố tự nhiên, đa dạng văn hóa và phong cách sống sáng tạo, hướng đến cộng đồng dân cư toàn cầu. Trong tương lai, đây sẽ là cửa ngõ đối ngoại của Hà Nội mở ra với thế giới. Các trung tâm của đô thị được phân theo 3 cấp. Cấp đô thị, nơi tập trung các hoạt động dịch vụ công nghệ cao, hoạt động thương mại tài chính quốc tế. Cấp khu vực là lõi sinh thái và biểu tượng văn hóa của đô thị, tái hiện lại phố phường Hà Nội, hướng đến các hoạt động và sự kiện văn hóa nghệ thuật, trở thành điểm đến về du lịch của cả vùng. Cấp đơn vị ở với không gian xanh và tiện ích đô thị hiện đại, đảm bảo phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư. Với quan điểm phát triển đô thị ít tác động đến môi trường, tích hợp thiên nhiên với không gian đô thị, hình thành hệ thống cảnh quan cây xanh có lớp lang rõ ràng, tạo hiệu quả rừng trong phố, phố trong rừng. Quy hoạch chỉ tiêu diện tích đất cây xanh và rừng trong đô thị đạt 35 mét vuông một người, đảm bảo cư dân tiếp cận hệ thống công viên trong bán kính 5 phút đi bộ. Với định hướng quy hoạch như vậy, đô thị Hòa Lạc cũng cần một cơ chế đổi mới để thu hút mọi nguồn lực xã hội vào quá trình phát triển. Ngay từ khâu quy hoạch và chuẩn bị đầu tư cũng cần có sự tham gia của cộng đồng, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp ý nhằm nâng cao tính khả thi của dự án. Đồng thời, với quy mô và tầm quan trọng của mình, Hòa Lạc cần kêu gọi các nhà đầu tư lớn có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xây dựng, phát triển và vận hành các thành phố công nghiệp mới trên thế giới theo mô hình công tư kết hợp PPP, làm nền tảng cho sự phát triển đột phá của cả đô thị. Dưới sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội và sự chung sức của cộng đồng, trong tương lai, Hòa Lạc sẽ trở thành hình mẫu về thành phố công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và thế giới. Như cây cầu nối giữa lịch sử hào hùng với tương lai tươi sáng rạng ngời, Hòa Lạc chắc chắn sẽ là nền tảng vững chắc cho một Hà Nội vươn xa, một Hà Nội thăng hoa và một Hà Nội của sự phát triển vững bền trong xu thế hội nhập toàn cầu.
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển đột phá mang tính bản lề, cùng với vai trò và vị thế hết sức thuận lợi để gánh vác trọng trách lớn hơn trên bình diện quốc tế. Đảng và Chính phủ cũng xác định chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với tinh thần cởi mở nhằm chủ động nắm bắt xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Là đầu não chính trị, hành chính và kinh tế của đất nước, thủ đô Hà Nội còn có vai trò là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, nghiên cứu sáng tạo, là nơi hội tụ mọi nguồn lực và tài năng trẻ của Việt Nam. Hà Nội cũng đồng thời là động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của nền kinh tế tri thức, cũng như xác định vị thế và tầm nhìn xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, hòa nhập trong xu thế phát triển toàn cầu. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 sẽ hình thành một đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh, một mạng lưới hạ tầng giao thông lan tỏa, gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của cả vùng thủ đô, đưa Hà Nội vươn lên tầm hội nhập ra thế giới. Có vị trí chiến lược cách trung tâm 30 km về phía Tây, với diện tích quy hoạch 170 km2 và dân số 60 vạn người. Đô thị vệ tinh Hòa Lạc được xác định là trung tâm phát triển về khoa học công nghệ và đào tạo đẳng cấp quốc tế, đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng vùng phía Tây Hà Nội. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hòa Lạc đang chuyển mình trở thành một cực tăng trưởng năng động ở cửa ngõ phía Tây, góp phần giảm tải áp lực về dân số, hạ tầng và môi trường cho đô thị trung tâm Hà Nội. Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc lấy bảo tồn và phát huy nền tảng cảnh quan sinh thái sẵn có làm giá trị cốt lõi, tạo dựng bản sắc đô thị sơn thủy hữu tình. Về cấu trúc, Hòa Lạc phát triển khung tổng thể, một trọng tâm, hai hệ sinh thái xanh và bốn khu vực động lực. Trọng tâm cấp vùng là khu vực lõi đô thị CBD với chức năng hành chính, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ đẳng cấp quốc tế.